Ok và hello anh em nhá, chào mừng em quay trở lại với channel của mình nhé. Mình là Thành EJ đây và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Pokemon Unite nha. Và nếu như em nào thích video này hay là cho mình một like nhé, một comment và một chia sẻ nhá. Nó động lực rất lớn để mình làm thêm nhiều video hay hơn nữa nhé. Rồi chúng ta cùng mở cái này ra xem và hy vọng sẽ được một set đồ của con chim hoặc là của con Machomp, con Garchomp anh em nhá. Hy vọng có thế. Mở nào. Vừng ơi mở ra. Được thêm một cái Ion coin nha, bạn được thêm 320 Ion coin nhé. Ion coin đây, mình đang có 9100 Ion. Cái con mới sẽ bán với giá là 10.000 vàng anh em ơi. Ngày mai nó sẽ bán rồi. Quá ngon luôn. Chúng ta sẽ nhận được phần thưởng gì đây? Nhận thêm một chút điểm anh em ạ. Và phần thưởng của chúng ta sẽ làm cái áo. Rất là nhiều quần áo mới nha. Hôm nay mình sẽ đánh con gì đây anh em? Tôi đang suy nghĩ sẽ đánh con gì cho nó khỏe khỏe tí nhỉ. Sirray hôm qua vừa chơi rồi. Hôm nay chắc chơi con mới, chơi con khác đi. Chơi con gì nó hợp lý để xem cái đội hình của mình ấy. Nó có con gì mạnh thì mình sẽ chơi. Hoặc là chơi con Max này cũng được. Mamoswine, con voi mamut này cũng được anh em. Rất là khỏe luôn. Thực ra thì ngoài chơi con voi mamut ra thì mình chỉ có thể chơi Zeraora, Buasaur, Slowbro và Ninetale thôi. Thôi chơi con này đi. Chơi con này khỏe mà anh em. Con này là con mới đấy. Con mới ra mắt nhất này. Nó không có skin à? Nó chỉ có mỗi skin là thường thường được anh em ạ nhé. Và hy vọng là chúng ta sẽ có một trận thắng. Hy vọng như vậy. Nó sẽ sử dụng cái gì? Không lấy tốc biến này. Cái này khó nhá, khi mình con Machomp đấy không khỏe lắm đâu, Machomp khó đánh. Không phải khó đánh mà nó thật ra là nó cũng không phải mạnh về một bất kỳ một cái gì quá anh em ạ. Nó mỗi thứ nó tí một chút xíu. Ok. Rồi chúng ta sẽ đợi xíu vậy nha. Chúng ta sẽ đợi xíu để vào game. Đợi xíu vậy. Từ lâu thế nhở. Cái con này dùng cái bình xịt đấy. Ui, có cái em biểu tượng này đẹp phết đấy, chắc mình phải thay ra cái biểu tượng này anh em ạ. Pikachu. Đây là cái avatar thôi. Còn thật ra là cái cơ thể mà cái gì nhỉ, cái set đồ của mình chỉ có mình nhìn được thôi anh em ạ. Bên đó có con Cluster, còn có con Gardevoir. Ui khó chơi lắm. Gardevoir này là con hỗ trợ rất khó chịu anh em ạ. Có Pikachu, có Cinderace, có Sirray. Thì mình có vẻ sẽ thua chăng? Nhìn dễ lắm, nhìn dễ thua lắm nha. Go. Mình sẽ đi boss đi. Con này phải vào trong rừng chứ? Con không biết chơi rồi. Con này không biết chơi rồi. Con Cinderace nó phải vào trong rừng chứ. Không biết chơi à? Ok. Không, tôi cho mình đi một đường luôn. Ngu người rồi. Machomp đi rừng thì đúng là bó tay rồi. Cái nổi gì? Con kẹt. Tốt anh em ơi. Chết phải đi cưng. Mẹ nó đông ấy. Cái nồi gì đấy. Có một lớp khiêng anh em ơi. Mẹ nó. Sợ hãi các kiểu có đà điểm. Oh my god. Pikachu ạ, Khó chịu nhỉ. Tìm trên kia mà không ăn được thì đó gọi là cùi sờ bắp anh em ơi. Cho tiếp thủ mà, chấp nhận thôi. Ăn nhanh em ơi, ăn nhanh em, nhanh. Mấy con kia mà nó đi theo kiểu gì đấy? Con Machomp phải đi rừng à? Ảo nhờ, trận này thua thì đúng là xứng đáng rồi anh em ạ. Không có gì để bàn được. Có gì để bàn về bàn, đã lên trên top đi, top kìa. Ui man. Mày lên đây làm gì, mày đứng lên trên top đi. Thôi thua, đây thua. Mình biết thua rồi anh em ạ. 30 điểm luôn. Top đi kìa, tao giữ được. Ngủ lắm. Luôn vừa qua vật Strike. Ice Crackle. Ui. À, về lui anh em ơi. Khó đánh game nè, khó đánh thật sự luôn anh em ạ. Bỏ luôn cửa à? Bỏ luôn cửa kìa. Có đuổi được cái cứt. Đuổi được khối ấy nha. Bỏ rồi, bỏ điểm rồi. Tao bỏ điểm rồi cưng ơi. Không có gì ở đây. Switch. Pikachu. Nè. Bỏ điểm đi. Rồi, nice. Nice backup lên dưới này này. Thời gian tiến hóa rồi, mình chưa tiến hóa. Có Sirray đánh đầu, đéo hiểu đánh đầu luôn, thua. Sirray ngu quá, Sirray cực ngu luôn. Team này thua rồi, team này nát rồi. Team này nát rồi. Ui, 3 con luôn thôi, về. Nó giết được con kia rồi. Đánh tệ quá. Nó sẽ đánh cực tệ luôn. Biết làm thế nào bây giờ. quáng một cây cấp không? 40 nó có 40 điểm đấy. Chết luôn. Mười. Thủ đây. Ở đây. Ê mày. Cái lồng bàn này mày. Ngu quá. Đấy, đấy cái gì? Mình ngu à? Đấy đi, hay quá. Lùi đi anh em. Đây mà không đánh luôn. Lùi đi. Rồi, về. Máu á. Cái gì vậy? Chết thế rồi. Rốt rồi. Cả lồng. Còn đánh hay quá anh em ơi. Không làm gì được, thôi thua. Có nghĩa không để lại cái skill để ăn nhỉ. Khó chịu thật đấy. Thua. Chưa thua đâu. Cố mà đép. Khó quá. Hay quá. Anh em để dành skill. Ôi, Pikachu bên kia nói rồi. Thốn nhỉ. Giờ nó phá cửa rồi anh em thì cũng phá, cố gắng phá. Này nó hú ấy. Tám 2 điểm, không được 100 điểm nhưng được 82 điểm anh em ơi. Lui về. Đánh sao được rồi. Thời gian thắng rồi. Lật kèo thành công, nice. Hay quá, nice. Đừng đùa với anh bỏ được thêm mấy chục điểm anh em ạ. Ô tí được MVP nhỉ. Mình thả được 136 điểm. May mình thả, mình thắng được đấy. 369 với mình thả được 80 điểm. Vừa tròn anh em ạ, vừa tròn để thắng. Ok, và chúng ta sẽ kêu nhé. Xin chào anh em nhá. Hay quá.